Ngày mới mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm bãi gắn nha cả nhà. Vẫn như hành trình như ngày thường thôi cả nhà. Rồi, mình đi với anh cháu mình nha cả nhà. Chào cả nhà cả nhà. Đây, đồ nghề của mình nha cả nhà. Mình hồi nãy mình thăm hết hai cái cả nhà, gần lộ, cái này thì chết chuột cả nhà. Còn cái này thì dính được em hành mini. Hành ba đó cả nhà. Túi lưới chuột lúa nha cả nhà. Rồi, mình trước khi đi thăm bãi mình cũng không quên chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bãi chúng lớn nha. Rồi, tới cái đầu tiên mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà cùng xem ha. Mình mời cả nhà cùng trải nghiệm đi thăm bãi gắn với mình ha. Rồi, tới cái vườn bưởi này cả nhà, trái quá trời luôn. Quá trời trái luôn cả nhà. Rồi, mình ốp máy nha cả nhà. Rồi, tới cái bãi đầu tiên của mình luôn nha cả nhà. À, cũng không quên chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bãi chúng lớn nha. Chúng tần hành khủng không? Hy vọng cái này cái đầu tiên cái hàng. Chuột còn hả? Rồi. Chuột còn nha cả nhà, còn lúa không? Cái đầu tiên là thấy chết quớt rồi đó cả nhà. À, ốp máy luôn nha cả nhà. À, tiếp tục tới cái bãi tiếp theo luôn cả nhà. Ở đây luồng này mình thăm khoảng 14 cái nha cả nhà. Bên kia kìa. Ừ, bên đó đó. Luồng này mình khoảng 14 cái nha cả nhà. Này không thấy dính gì chưa. Rồi, hiện tượng nó vẫn chắc còn chuột. Chuột ngủm có tải luôn rồi cả nhà. Rồi, mình ốp máy nha cả nhà. Lúa ở đây cũng gần chỗ hết rồi nè cả nhà. Thì gắn ít chạy quá cả nhà. Bãi mình ở đây có cái luôn cả nhà. Sát ruộng. Khui hàng với anh em nào cho nó sướng sướng rồi. Có không? Ủa, có hàng nha cả nhà. Bự không? Bãi mấy ton của mình với anh em hành luôn cả nhà. Này chắc không được nhị đâu. Rồi bắt gắn ra luôn đi. Con kia với con này luôn, đó, cái bãi xì cua. Bây giờ mới dính được em nữa nha. Này thăm hôm đi thăm hai chú cháu chúng. Nay xin đi giờ bữa nay hơi bị thắt luôn. Còn đâu mới thăm đâu 3-10 cái gì nữa cả nhà. Chút nó ra luôn. Cái ra. Ừ. Con này được nhì không? Rồi, cái này không được quá. Em đầu tiên. Em thứ hai nha cả nhà. Này gần nhà quá mình cứ quay cái nha. Quay mất công ta thấy. Mốt gì mới thăm nữa cả nhà. Bữa nay mấy bữa này mưa quá trời mà gắn nó không chạy. Thời tiết lạnh nó làm sao á. Em hành đỏ, em hành đen. Một cỡ một luôn. Rồi, hai em. Rồi, mình ốp máy luôn nha cả nhà. Được hai em rồi. Tới cái tiếp theo mình quay chia sẻ cho cả nhà cùng xem ha. Tiếp tục tới cái bẫy luôn nha cả nhà. Trong này thấy không? Có hàng gì không? Mấy em sướng sướng rồi. Rồi, vậy là chuột nguyên sinh. Có hàng nhưng mà hàng bốn chân. Chạy lon ton lon thon. Rồi, ốp máy luôn nha cả nhà. Tiếp tục tới cái bẫy tiếp theo luôn. Trước à, đó đó. Bẫy tiếp theo của mình. Có hàng gì không? Có phân bọng không? Nhà te. Có hàng mà bị chuột xử. Có hàng nè. Hàng. Ôi hàng mới lớn bị chuột xử ta.
đấy cả nhà, chuột sử rồi, gần ốp mái nha cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có cái luôn cả nhà, phân không, thấy trắng trắng phải phân không ta, trắng phiếu mà. Có hàng nha cả nhà, wow, có lý, có hàng nha cả nhà. Cái này chuyến ngựa thì chính được em ngựa nè cả nhà, chuyến này thì hút em hành, có lý. Con này 500g đó cả nhà, thấy phân ở đây trắng hết trơn mà cháu mình nhìn không thấy. Rồi bắt hàng ra luôn đây, sướng. Con này dài thon luôn, nhức được không đây, mở ra thấy trắng phiếu rồi. Rồi mở túi lưới ra, chờ mời em, chào mừng em đã đến với đội cơ. Này chắc mình đi thăm thêm luồng 7 mới nữa cả nhà. Luồng quá dài con này, hết biết dài luôn. Sướng quá. Ba em han. Rồi, cột lá không. Rồi, mình ốp máy nha cả nhà. Mình sẽ đi thăm thêm một luồng kia khoảng 20 cái nữa nha cả nhà. Tiếp tục tới cái luồng mới luôn nha cả nhà, tới cái luồng 7 mới mình thăm hồi nãy 15 cả 14 cái, giờ nó thất quá mình đi thêm nữa cả nhà, cây cao quá. Này chuyến rồi cũng dính được con hành nữa cả nhà, bữa nay dần nhạt quá trời. Rồi chỗ còn nha cả nhà, không biết bị dính nhạt không đây. Rồi tiếp tục đây mình con cái luôn cả nhà, này cũng mới chăm. Nãy thăm 14 cái kia thất quá, có 3 con gắn à. Giờ mình chạy qua đây mình thăm luôn cả nhà. Cặp hơn luôn. Cặp hơn cả nhà. Nặng không? Mẹ này mới vô. Mẹ này mới vô cả nhà. Ngon lành, bắt luôn. Cái bụng còn ốc nóc, mới vô cả nhà. Mời cả nhà ăn ổi với mình nha. Mời bẻ đựng trái hồi nãy. Hành ba luôn cả nhà. Cái thứ hai có hàng nha cả nhà. Nãy 15 14 cái có được 3 con hành nè cả nhà. Đường con kia có 5 lạng mấy, yếu 600 nữa cả nhà. Rồi mình ốp máy nha cả nhà. Tới cái tiếp theo mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà cùng xem ha. Rồi, tiếp tục tới cái luồng bảy, cái bẫy luôn nha. Anh cháu mình vô thăm mình khỏi chui vô. Mỗi lần mình chui vô thăm vậy không đó cả nhà. Có gì không? Mình đặt hồi ấy tới giờ luôn, chỗ hết trơn cả nhà. Lúa này quá chung luôn cả nhà. Nguyên cánh đồng luôn. Chuột chết hả? Rồi, mình ốp máy luôn nha cả nhà. Còn chuột. Tục trong này mình có một cái nha cả nhà. Tới chỗ 7 trong lỏng. Lúa lên nhóc trên chắc chuột nguyên sinh quá. Trong lỏng. Chuột nguyên sinh nè. Thấy lúa lên là thấy không êm. Rồi, có hàng. Bánh mì Sài Gòn. Con thôi rồi. Rồi cái này mình quyết định rút luôn nha cả nhà. Còn thôi rồi. Đây. Rồi, mình ốp máy nha cả nhà. Rồi đi luôn, xách cái vỏ đi luôn. Tới cái bẫy luôn cả nhà. Này chuyến rồi mình thì chuyến rồi thì mình dính ngựa. Thầm bên kia quá, bên kia. Ôi. Bẫy kỳ vậy đó, nằm trống lỏng luôn. Bẫy dám có hàng này thấy trống vậy ta. Trên kia trời ơi. Cái gì vậy? Đen đen đó. Hân cái gì đó. Không. Trời ơi, chú con. Rồi, đặt lại đi. Mình ốp máy nha cả nhà. Rồi, trong này mình có một cái luôn nha cả nhà. Mình thầm cái thử coi nó có hiệu quả gì không. Này giờ thầm 6-7 cái rồi, mình chưa thấy dính.
gì làm hết hồn. Có phân có bọng gì không? Ừ, có phân ở nhà thì trắng trắng nè. Đây phân ở nhà, phân mà nhẹ thành ba quá đây cái nhà. Chuyến gồ cũng chín bay lớn, giờ cũng chín bay lớn luôn cái nhà. Rồi mình ốp máy nha cái nhà, chúc mình bắt ra luôn. Tiếp tục tới cái bẫy luôn nha cái nhà. Bẫy nằm dốc, nằm dưới cái trụ đó đó. Thấy lúa mọc đó, phân bọn gì không? Bẫy này đặt giờ chưa thấy dính gì chứ. Ủa có hàng, có hàng luôn. Ồ, dính gắn mà mình rút bẫy trời. Bắt ra luôn đây. Con này ngon lành nha. Con này cục đuôi sướng. Thuê đó nha. Em thấy cái đầu đây, đặt mấy lần mới chịu dính nè. Này chắc không gút đâu, mình đặt lại quá. Đặt xuống bắt luôn. Dính liền kèo luôn nha cái nhà, hai con luôn. Con kia thì hơi nhỏ. Con này 5 lần rưỡi. Đuôi cục. Cục đuôi là đuôi cục. Con này 5 lần rưỡi nha cả nhà. Bắt con kia ra luôn. Thấy con đó. Đâu rồi, bự quá nhìn không thấy đây. Xỏ đâu này được rồi, đó đâm nó. Đây giờ lúa chỗ hết trơn luôn rồi cả nhà. Bận mình giờ từng nữa là công trái me hết rồi đó cả nhà. Rồi gút bẫy mà dính nè, mới ác chứ. Lúa đổ quá trời. Gai kìa gai. Em hành đỏ bỏ vô vỏ. Rồi mình ốp máy luôn nha cả nhà. Tiếp tục trong này mình có một cái luôn cả nhà. Chứ rồi mình dính được con hành nhất nè. Nó thấy đơn sơ vậy. Bắt phân gì không? Phân cũ vậy. Mình ốp máy luôn cái nhà. Bắt gắn luôn con thỏ hành, thỏ ngựa này ra luôn. Nãy bắt hai con hành mà quên. Em ngựa ở trong này. Thành bự mình quá cái gì. Nó đủ. Cái hành này, nhỏ này cũng nhỏ. Ốp. Tầm 4 lạng thế nha. Bắt cái này thì tổng rất thành quả luôn nha cả nhà. Cái này đi gắn thắt quá nói chuyện thắt ra hơi luôn. Hy vọng phía sau sẽ chạy thì lên chạy đi cũng êm quá nha. Được hai con này dám dám nhất không cả nhà. Con này thì được con ngựa nha cả nhà. Năm sau năm sáu con hàm gì á. Rồi. Hẹn gặp cả nhà clip sau luôn nha.